Xin chào tất cả các bạn trẻ và cộng đồng thân yêu chúng ta nhé. Hôm nay, mình lại muốn chia sẻ tới tất cả các bạn và cộng đồng thân yêu chúng ta cùng biết về một video khá hài hước của một anh thanh niên nhé. Trong video này, anh đã tự diễn tả cảm giác của mình khi anh đi khám bệnh và đã được bác sĩ hỏi anh với những câu hỏi bình thường, nhưng trước những câu hỏi như vậy, với anh lại là một cách suy nghĩ khác. Và với những suy nghĩ khác đó, anh đã khiến cho bao người cảm thấy chết cười và bất ngờ trong video này nhé các bạn. Video chỉ mang tính chất hài hước và mang lại tiếng cười cho tất cả các bạn nhé. Vì vậy, khi xem video này, mình rất mong tất cả các bạn hãy chia sẻ những suy nghĩ của các bạn và những đóng góp của tất cả các bạn để mình có cải tiến hay hơn trong những video khác nhé. Mang lại tiếng cười thú vị hơn cho các bạn nhé. Các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và click vào chuông thông báo để nhận ngay nhiều video hay và thú vị khác. Sớm nhất khi mình đăng lên kênh nhé các bạn. Chúc tất cả các bạn vui vẻ nhé. Và dưới đây là video mà mình muốn chia sẻ tới các bạn và cộng đồng thân yêu chúng ta nhé. Mời các bạn cùng xem. Hôm nay đi bệnh viện khám, bác sĩ vừa viết, vừa hỏi, uống rượu không? Lúc đấy mình hoang mang quá, hỏi lại bác sĩ, tối nay à? Yeah, it's made up and it's so worthy of my day.